Kênh em sắp bay màu rồi, kênh em sắp bay màu rồi, bị thư kiện, cái gì cũng hết, cái gì cũng hết, chỉ còn cái miệng biết nói thôi à. Các anh chị cô chú bác ơi, ủng hộ em nha. Sợ quá đi, kênh Yến Nhi sắp bay màu rồi. Các anh chị cô chú bác ơi, Yến Nhi xin kính chào quý cô chú bác và quý anh chị thân mến trên cộng đồng mạng. Kính chúc quý cô chú bác và quý anh chị em luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Hôm nay Yến Nhi xin chia sẻ về nàng lương lẹo, Hằng lương lẹo nha các anh chị cô chú bác. Ôi trời ơi, Hằng lương lẹo á, uy tín lắm á các anh chị cô chú bác ơi, quá là uy tín luôn á. Mạnh Thường Quân ơi, tin em nha, góp tiền cho em nha. Em cần 20.000 á, để em bail out á, em toàn. Các anh chị cô bác ơi, nguyên góp nhanh nhanh giùm em nha. Rồi, em bail out xong rồi nè. Đó, 15.000 đó các anh chị cô chú bác ơi. Rồi á, kêu gọi thì được á, 18.050 đồng. Bail out á, 15.000. Mà cái receipt á, bail out á, thì không có đưa lên được. Các anh chị cô chú bác ơi, tiền á, thì gót vô túi của Hằng lưng lẹo ha. Hằng á bây giờ không có đề xích rồi, Hằng muốn làm gì làm thì làm sao á các anh chị cô chú bác á biết được đây. Hằng thích đưa đề xích ra cho các anh chị cô chú bác xem thì đưa, không thích thì không đưa. Các anh chị cô chú bác Mạnh Thường Quân là cái gì đâu mà phải yêu cầu được Hằng nè. Đó, ai mà vô kênh Hằng phản biện Hằng á nha là Hằng lóc liền nha. Ai mà không á tung hô Hằng á là Hằng sẽ hả mời ra luôn đó nha. Ai mà tung hô Hằng á, làm Bồ Tát á, là thần thánh á, là Hằng sẽ cho ngồi lại tiếp tục nha. Đó, Mạnh Thường Quân á, có cho tiền á, thì á, được ngồi lại nha. Còn những khán giả, cộng đồng mạng nha, ai mà có ý kiến gì với Hằng lương lẹo là thôi xin mời nha, không tiễn. Đó, các anh chị kêu bác, tin quá là tin, uy tín quá trời, luôn uy tín cả triệu, triệu gì đó. Ha, trời ơi, mà cái đề xích á, bail out á, có 15.000 thôi mà không lấy ra được, uy tín quá chừng là uy tín luôn vậy á. Trời ơi, từ đây trở đi á, sao tự nhiên á, tự nhiên có người á, có kênh Yến Nhi Quỳnh USI đòi em lấy cái đề xích ra, em không có. Bây giờ trời ơi, em không biết làm sao nữa, mắc cỡ quá rồi, chắc em nhục lắm rồi các anh chị cô chú bác ơi. Hằng lương lẹo em nhục lắm rồi các anh chị cô chú bác ơi. Trời ơi, một cái người á mà làm á xin tiền từ thiện 2 năm trời rồi, xin tiền của cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân cô chú bác rót vô rồi, bây giờ á lên nói á phủi ơn một cái, không có kêu gọi, không có tiền, không có xin tiền nha. Đó, phủi ơn hết công sức của cô chú bác cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân như vậy đó. Em hỏi các anh chị cô chú bác chứ, một người mà vô ơn như vậy á mà làm sao mà còn uy tín nữa. Thiệt là cái tự nhiên ở đâu có nhỏ Yến Nhi á, Quỳnh á, nó kêu em á lấy cái đề xích á, bail out em toàn. Trời ơi, có đâu mà lấy bây giờ các anh chị cô chú bác. Trời ơi, Hằng có đâu mà lấy bây giờ các anh chị cô chú bác. Trời ơi, bây giờ á, nếu mà hả làm lớn chuyện này lên á, vô á iOS á mà điều tra một cái á, em còn mệt nữa các anh chị cô chú bác ơi. Trời ơi, thiệt là cái tình khó xử quá đi. Trời ơi, số tiền .. ở đó đó, trời ơi, vô một cái là xong rồi. Thiệt là cái tình á khổ ơi là khổ vậy á. Tự nhiên ở đâu có con nhỏ Yến Nhi Quỳnh này á khắc tinh hay sao á. Trời ơi, bây giờ á bao nhiêu công sức của em á, em diễn tuồng các anh chị cô chú bác á xem, tin tưởng em 2 năm trời rồi, mà bây giờ tự nhiên đâu xuất hiện nhỏ Yến Nhi Quỳnh này làm em một phát một thôi. Trời ơi, bao nhiêu cái mặt nạ của em nó rơi xuống lập bập vậy đấy, chịu gì đời nổi không rồi cả nhà. Em á, Hằng lương lẹo á, có cái bản tánh á là hay xóa comment lắm. Còn á, sao mà kênh của Yến Nhi Quỳnh á các anh chị cô chú bác, kênh của á, cái con Yến Nhi Quỳnh đó các anh chị cô bác, USA đó các anh chị cô bác, trời ơi sao mà nó ha không xóa comment, nó chơi đẹp quá ha, nó chơi nice quá ha. Còn em nè, Hằng lương lẹo nè ha, bao nhiêu cái comment vô á mà tung hô em á thì em để. Còn Yến Nhi Quỳnh sao chơi đẹp quá các anh chị cô bác ha, vô phản biện nó cỡ nào nó cũng để y nguyên vậy, và nó không xóa các anh chị cô bác. Trời ơi, em xin tiền từ thiện. Thành thử ra cô chị, cô chú bác, anh chị mà vô nói này nói kia, trời ơi thì em bị lộ làm sao, em để sao được mà lễ. Thành thử ra em phải lóc. Đó, thành thử ra ai cũng nhìn vô, Mạnh Thường Quân nhìn vô,
bị em dẫn dắt hết trơn rồi, cứ tưởng đâu em á là tốt nè, em làm tốt ai cũng tung hô em hết trơn á. Đã vậy á còn một đám ekip của em nữa đó, các anh chị cô bác biết không, một đám ekip của em á, trời ơi, để dẫn dắt dư luận cho em. Nhờ cái đám ekip đó đó, Mạnh Thường Quân mới rót tiền vô cho em nhiều đó. Em mà có chuyện gì á ha, em á là có đám ekip xả thân ra cho em đó. Em á là cho ekip của em á ăn uống, tiền thì của Mạnh Thường Quân mà phục vụ là phải phục vụ em đó. Dám không phục vụ em không, em chửi, em chửi à. Em là cái miệng của em á, hằng lưng lẹo quá là em giỏi như là cái chửi ha đó. Trời ơi, rồi bây giờ tự nhiên á, tự nhiên có con nhỏ Yến Nhi Quỳnh nó cứ lên nó nói em cái này cái kia. Trời ơi, làm cho em á hả, bây giờ á, bao nhiêu cái công sức của em, cái diễn của em, Mạnh Thường Quân đều thấy hết trơn rồi. Từ đây về sau trở đi chắc tự nhiên á, em hết ăn được rồi. Em nghĩ chắc từ đây trở đi chắc ha, Mạnh Thường Quân tẩy chay em luôn rồi. Tại vì cái sự lương lẹo của em á, càng lúc nó càng lố lăng quá rồi. Các anh chị cô chú bác ơi, Mạnh Thường Quân tẩy chay em hằng lương lẹo rồi. Trời ơi, thôi thì chắc từ đây em phải ha đi á, chuẩn bị về giường trồng rau, nuôi cá, trồng khoai rồi các anh chị cô chú bác ơi. Hằng lương lẹo nè ha, kênh của em á là kênh lớn này nha. Mấy anh em YouTube nào á nha mà phản biện em ha, mà góp ý kiến với em á là em sẽ hả report liền đó, cho bay màu luôn. Bây giờ 10 kênh lên mà phản biện em kênh lớn mà, em đập bay màu giờ nào cũng được trơn á đó. Cho các anh chị á, em á YouTube ha mà phản biện ha là mất chén cơm luôn, triệt đường của các anh chị em á làm YouTube luôn ha, không có nuôi vợ con gì được hết trơn á. Trời ơi, cái tâm của em thiện tới nỗi như vậy mà các anh chị cô chú bác á còn chưa có nhận ra, cũng còn á hả tin tưởng ở em nữa. Trời ơi, công nhận em diễn cũng là hay dễ sợ luôn á nha. Cái miệng á thì xin tiền ha, cái miệng thì xin tiền leo lẻo à, mà rè xích thì không có. Còn chú Lộc á 67 tuổi phải không, chú á không được ý của Hằng đúng không, phiền Hằng quá là Hằng á kêu á mọi người không cho tiền chú luôn. Mấy cô chú bác đi ngang qua đường chú ngồi xin á, Hằng cũng kêu là không có cho tiền cho chú Lộc đó. Trời ơi, em hiền quá trời hiền luôn, làm á từ thiện á, xin tiền của Mạnh Thường Quân á, hiền quá trời hiền luôn. Mà cái tâm của em như vậy đó mà các anh chị cô chú bác cái còn chưa có nhận ra em nữa. Rồi Yến Nhi á xin chia sẻ các anh chị cô chú bác tới đây nha, và xin giới thiệu với các anh chị cô chú bác cái kênh Yến Nhi Kali và Yến Nhi Official. Các anh chị cô chú bác ủng hộ đăng ký cho em nha các anh chị cô bác. Tại vì cái kênh này của em á có người báo cáo rồi các anh chị cô bác, thành thử ra các anh chị cô bác á mến em thì đăng ký em dọn qua cái nhà mới cái biệt thự của em nha các anh chị cô bác. Và các anh chị cô bác á đăng ký kênh mới cho em nha, mình dọn qua cái nhà mới nha, Yến Nhi Kali nha các anh chị cô bác và Yến Nhi Official. Cái kênh này của em á nó báo cáo về các anh chị cô bác, thành thử ra mình cho nhà mới đi các anh chị cô bác đó. Các anh chị cô chú bác thương mến em thì mình dọn qua nhà mới, qua cái biệt thự mới của em, bên đó có massage nè ha, có ghế sofa massage phục vụ các anh chị cô chú bác, ghế VIP đàng hoàng, máy lạnh luôn nha. Xin chân thành cảm ơn các anh chị cô bác rất là nhiều đã ủng hộ kênh cho Yến Nhi. Kính chúc quý cô chú bác với anh chị em trên cộng đồng mạng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an, thành công trong cuộc sống. Thank you, bye bye. Thank you.